Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Hiện. Đến với clip account ra bán hôm nay thì mình sẽ lên sàn cho mọi người một account đường môn xe và thánh hỏa nha mọi người. Account mang tên đường Tam nha. Thì account này sở hữu lượng xanh là 12k5 xanh nha mọi người. Điểm xuyên thích, điểm trang bị của mình là 1.134k trang bị. Là các thuộc tính nha: băng công, hỏa công, huyền công là thuộc tính chính 31k5, 31k4, độc công 1591, xuyên thích là 13k2, giảm xuyên thích là 4k3. Rồi bây giờ mời mọi người cùng soi những cái món trang bị ở trên nhân vật này nhé. Một chiếc chùm long quy, một chiếc chùm long ngọc không cố định, chùm long triệu, chùm long giới không cố định. Một chiếc chân trùng lâu thủ nha mọi người. Và ạc này cũng khá là nhiều. Mình thấy cũng có ngọc 8 khá là nhiều nha. Trùng lâu kim, thần khí chính sao quy khương. Đây có một viên thể 8 nữa này. Trùng lâu phản, ám khí 8 sao tàng mỹ 1190, lâm văn 8 sao, lệnh bài 8 sao, bao gồm tất cả thuộc tính 42 nha mọi người. Võ hồn tàn mỹ 894 điểm. Hiệp ứng cấp 100. Chân nguyên. Bảo dáng cấp 91, khá là cao luôn. Thần đỉnh là map nha. Võ ý là map nha. Thú cưỡi. Đó là nhiều thuốc cửa luôn. Bét, bét phụ thể của Lê, bét BK, bét Mana đều có đủ nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau coi thủ thời trang. Rồi coi trong gương đồ. Phiếu 6, phiếu 5. Sắp có thêm 3 lá nữa. Đây, 3 viên nội công 7 mà nó thích thì có thể hợp lên thêm một viên nội công 8 là kiếm thêm một viên 7 hợp vô rồi. Còn 85k kim nguyên bảo khóa. Bây giờ mình sẽ test đam. Mình cứ combat vô đã. Rồi test đam nha, test lên đạn tợi kiên nha mọi người. Đường môn thì đam tay nó rất là ổn luôn, đặc biệt là đi huyền công nó không có bị kháng nhiều. Đi độc có thể bị kháng nhiều nhưng mà đi huyền thì không nha mọi người. Hầu như là không kháng luôn á. Đây. Đam F1 của mình là tầm 8x tới 9x. Tại vì đạt này là chân thủ mọi người nên đam như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Đây, từ 7 cho tới 9x. Rồi bây giờ mình thử combo cho mọi người xem, nhiều bạn thì cứ hỏi là đường môn combo làm sao. Đây bây giờ mình combo cho mọi người xem nhé. Thì đó, nói chung là mình đánh hôn mê nè. Hôn mê xong rồi mình sẽ boost cái chiêu này lên. Xong rồi mình sẽ khóa cái chiêu F3. Rồi hấp thu rồi, rồi giờ mình thả xả thôi. Đấy, bật phong lôi lên thì đam nó rất là to. Đấy. Có thể lên tới 269k luôn. Rip của đường môn thì là gấp nhân 2.5 á. Hệ cao này mặc dù đừng có 4k4 cho thân pháp thôi nhưng mà cũng được 2k3 hội công nha mọi người. À quên cho mọi người coi vô tự phổ. Đây là vô tự phổ của hệ cao này nha.
kêu thì lên 90x. Đang cũng khá là ổn nha. Và cao này là bán xét là 50 triệu nha mọi người, xét là không bao gồm những cái trùng cố định nha, ở những cái trùng không cố định nha. Nếu bạn nào muốn sở hữu cao này có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc là liên hệ qua fanpage hoặc là để lại comment phía dưới của YouTube cũng được ạ. Nếu mọi người đã xem, nếu mọi người thấy thích nhân vật này, ủng hộ và mình làm video clip thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip kế tiếp của Hội Phát Thiên nha. Bye bye.